À, con ơi, cá sư tử nó có tên là Mao Tiên. Mao Tiên này nó rất tốt. Cá sư tử này rất tốt, rất khỏe và nó tốt cho sức khỏe mọi người. Nhưng mà có một số người này, nếu ăn cá Mao Tiên này, cá sư tử này vào thì bệnh càng ngày càng nặng thêm, lâu lành thêm, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe lại sa sút đi. Đó là những người khó thở, nôn mửa, người bị tim mạch, nóng trong người, say rượu, uống rượu, trẻ em, người lớn tuổi, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Cá sư tử này nó có tên nữa là Mao Tiên, tên đẹp quá bà con ha. Nhưng mà có những người này không nên ăn, khó thở, nôn mửa, người bị tim mạch, nóng trong người, say rượu, uống rượu, trẻ em, người lớn tuổi, rồi bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Ăn ra vào thì càng ngày bệnh càng nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Vậy mong bà con ta đừng ăn để tốt cho sức khỏe của mình. Còn nó tốt với những người kia rồi thì còn lại là tốt hết. Nó tốt cho tiểu đường rồi, huyết áp, xương khớp, nhiệt miệng, bệnh mới vừa khỏi, lỡ miệng, lỡ môi, nói ngọng ngọng, chân tay lạnh, đổ mồ hôi, tay, nó tốt, thật tốt cho mắt, cho móng, cho tóc, tốt cho các lỗ chân lông. Ăn bình thường giống như các loại cá hàng ngày ta hay ăn. Ăn 6 ngày, nếu ăn 6 ngày liên tục thì nghỉ một ngày. Ăn bình thường như tất cả các loại cá ta hay ăn. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe nào. Xin chào.